hy vọng là Ronaldo sẽ có được phong độ tốt và tỏa sáng trong trận đấu. Một cú sút. Không vào. Một tình huống mà bóng đã đi không chính xác. Tuy nhiên phải nói rằng đó là một cú dứt điểm không tồi chút nào. Đồng đội ở phía trên đang có vị trí rất thuận lợi. Dứt điểm đi. Một bàn thắng tuyệt vời. Pha xử lý cá nhân rất tốt. Đó là phần demo nha. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Thì anh em nào thích trải nghiệm thì sử dụng chung bản mod này. Thì theo đánh giá của mình á, bình thường, tại vì có những cái pha nào gây cấn thì nó mới nói. Còn cái vấn đề đọc cầu thủ thì cũng hạn chế. Chung bản mod này của Indo nó làm đấy, thì nó cắt ghép thế thôi. Bản chuẩn in lịch thì cũng ngon, chung là cũng ngon. Rồi, lang man quá. Giờ chúng ta vào vấn đề chính đi. Những công cụ mà để làm được cái đó. Mod này là mod bình luận tiếng Việt cho máy chưa rót nha. Rót thì đơn giản lắm, mình coi rồi, cực kỳ. Còn không rót thì nó hơi cầu kỳ tí. Rồi, đây là những thành phần mà cần có. Thứ nhất là Virtual Backup. Đây, cái màu xanh đây. Một. Thứ hai là Multiple Account. Nhiều account đây. Hai. Thứ ba là RA. Cái RA này thì nhiều anh em có rồi. Hoặc là Archie cái gì đó, nói chung là ứng dụng mà để vào cái thành phần trong máy không hiển thị đó. Mình xảy ra, anh em nào mà theo dõi channel của mình thì toàn là ra thôi. Ok. Rồi, hai cái ra thì thôi mình để ba cái link này dưới phần mô tả lên đi cho nhanh, khỏi phải hỏi. Ok. Đó, Victor TikTok Multi Account với ra, ba em này mình sẽ để dưới phần mô tả. Ok, link nhấp vô tải thôi. Rồi, đầu tiên là vào Multiple Account. Đây, cái này nhấp vào. Trong này mình đã thêm sẵn rồi. Mời các bạn vô thì sẽ không có. Giờ làm sao để có? Vô cộng đây. Cộng rất to. Cộng. Chép. Cái thứ nói chung là phải cài cái ba cái kia vào nhá. Cài xong rồi mới vô đây. Làm theo từng bước. Các bạn đừng có tua nha. Tua thì phải hỏi. Mệt thì mình hướng dẫn rất là kỹ. Anh em nào mà theo dõi mình rồi, mình hướng dẫn là bao kỹ luôn và bao sát. Đừng có tua. Mất vài phút chứ mấy. Rồi kéo xuống, đây bet của mình. Đây bet đây. Đấy, cộng nó vào. Chính cộng. Rồi một cái Google, gọi là trình tự ghép á. Thì bạn xài cái nào á. Ai xài cốc cốc thì là cốc cốc, ai xài Google thì Google. Đâu, Google đâu rồi, Google trên rồi. Cho nên, đây Google. Google chôn. Đấy, cốc cốc thì cốc cốc rồi, bấm nút cộng. What, hai cái. Cái thứ ba, Victor Backup. Về cuối cùng đây, Victor Backup cộng vô. Rồi cộng ba cái, 1, 2, 3 cho mọi người nha. Để thích vì sao Victor Backup là nó sẽ ghi dữ liệu đầu vào và đầu ra để nó, thì các bạn có thể sử dụng mod đơn giản Google Chrome. Để làm gì? Cái Google Chrome để bạn data transfer, có nghĩa là các bạn chuyển tài khoản á, bạn đăng nhập tài khoản á. Còn ứng dụng bet này mình sẽ nói nha, ngoài này mình có bet này, các bạn thấy không? Trong này mình cũng có bet. Cái bet này á là nó thuộc như là nhân bản. Đấy. Các bạn phải xài nhân bản, tại vì các bạn không rót mà các bạn phải xài nhân bản. Thì các bạn muốn có mình là tiếng Việt là các bạn luôn luôn xài cái nhân bản, chứ các bạn không xài cái chính nha. Đấy, vì sao phải có cái cột chôm này? Khi các bạn muốn xài nhân bản mã chính á thì các bạn chuyển qua, data transfer qua thì xài ở đây. Rồi. Vào game. Nhấp vào game. Chưa bật VPN. Bật VPN đi. Nếu các bạn đang sử dụng nhân bản á, các bạn vào luôn. Rồi, vấn đề ở đây này. Đây này. Là các bạn phải data transfer nha. Nếu các bạn vào luôn á là các bạn chơi ạc mới từ đầu. Đó, data transfer. Lên đây đi. Ở đây nó sẽ bắt bạn chọn, tại vì hiện tại cái tool của bạn nó đang trong cái nhân bản. Đó, này mình chọn đó. Đấy. Là mình chọn cái chôm Multi Account App. Đó, chọn cái trên đó. Nhấp vào nó. Đó là cái này. Rồi, là cái này thì các bạn đang nhập bình thường. Data transfer bình thường, mình không data transfer thì mình data transfer rồi. Rồi trở về. Nó sẽ báo data transfer fail.
Đúng rồi, Prata Jennifer mà nó không báo fail. Rồi vào game setting. Vào commentary. Rồi, cái này là phải yêu cầu bắt buộc nha. Thứ nhất là các bạn phải tải của cái lịch tiếng Anh lịch vào. Tiếng Anh á, các bạn phải tải. Hiện bây giờ của bạn nó có một cái tiếng nào khác, mình không quan tâm. Bây giờ bạn phải tải cái lịch này về. Tại vì mình tự test rồi. Mình đang xài cái khác mà mình không tải cái lịch này về á, mình mất không được, bị lỗi. Đó, tải lịch này về cho mình nha. Rồi cứ thế download tải xong. Xong rồi nó có dấu V ở đầu này. Đó, chọn nó. Rồi, nhấp vào nó, chọn nó. Rồi, ra đây chọn cái Activate Commentary Data. Đây, chọn nó thành màu xanh. Rồi, vô game thì cần hai bước đó thôi. Xong, mắt. Tắt luôn nha. Ok, rồi, ra đây. Bấm Visual Backup. Đó, màu xanh đó. Rồi, bấm backup. Rồi, chọn cái bet của mình. Rồi, người nào nhìn thấy nó có chữ N không nè, backup N thì lúc đó nó mới thành công. Bạn lo dài, nói dài dòng. Mình nói dài dòng nhưng mà nó rất kỹ, đúng không? Làm là chắc chắn được. Chứ không phải những bạn khác làm cái cách bước này bước kia, nói không có rõ ràng. Mình hoài nhất là mình làm video rồi, kỹ ơi là kỹ, người khác xem cũng hiểu. Mà mấy bạn vô cứ tua, các mấy bạn comment hỏi vì sao như thế này, tại sao như thế kia. À, một cái lưu ý, điện thoại bị chống 3GB nha. Điện thoại chống 3GB RAM bắt buộc phải là 3GB. Dư dạ cho nó thoải mái, cho nó backup. Đấy, N không nè, backup N này. Rồi, thoát ra ngoài. Trở về luôn. Rồi đang màn hình chính. Vào ra. Rồi ở đây. Chúng ta check từng bước nha. Chúng ta kiếm cái feature backup mà nó mới tạo á. Nó là âm V thì nó là cuối cùng đây. Feature backup mình tích dấu xanh này, đó chữ V đó. Rồi, nhấp vào nó. Nhấp vào. Tiếp. Các bạn nhìn theo chữ V nha. Mình nhấp vào nào là mình tích chữ V đó đó. File. Download. Rồi đây. Các bạn có thấy cái file DT510 Mobi gạch inlet gạch O gạch CPK. Đó là cái file mà âm thanh của các bạn mà các bạn mới tải về á, trong game này á. Rồi, đó là file tiếng Anh nha. Ok, bây giờ mình phải tải cái file tiếng Việt về. Thì cái file tiếng Việt cũng để dưới phần mô tả luôn. Rồi, tải về. Thì tải về thì cái này là của Minium Bug. Nó làm nhưng mà mình làm mình chỉ hướng dẫn các bạn cài thôi. Đây, Minium Bug VI Special Commentary. Đó, đó là file ra. Rồi, giải nén nó ra. Chữ V, nhìn chữ V nha, giải nén nó ra, chữ nó. Rồi bấm giải nén tập tin. Rồi bấm đồng ý cho mình. Bấm đồng ý nha, là sẽ ok nha. Cái phần này là của mình đã có sẵn rồi. Nhưng bây giờ nó hỏi mình có thay thế không? Bây giờ bấm đồng ý ok là sẽ ra như này. Đợi thôi. Đợi một xíu. Rồi ok, giải nén ra cái file này. Chọn nó luôn. Đây, nó có một cái file DT5. Nói chung y chang cái file trong file hệ thống của bạn này á. Rồi, copy nó thôi, giữ. Sao chép. Rồi bấm tăng một cấp nè. Tăng một cấp nè. Rồi, kiếm tới cái Visual Backup. Đây, Visual Backup. Chọn nó. Chọn tiếp. Chọn file. Chọn download. Các bạn nhìn cái chữ V tích đó. Đó, mình tích là mình chọn cái đó. Rồi, ở đây. Dán nó vô. Thì mỗi máy mỗi bạn một khác thì cứ copy và dán thôi, dán sao được. Chứ có mỗi bạn cứ lấy máy của mình là máy Huawei, máy của bạn là máy khác, các bạn hỏi là tại sao không giống. Thì đúng rồi, mỗi máy mỗi khác chứ sao giống nhau được, nhưng mà cái cách làm nó là giống nhau. Rồi dán. Đây. Bấm thay thế tất cả cho mình.
Tại vì sao nó hỏi thay thế? Tại vì nó đang có một file y chang như vậy rồi, giờ mình bắt cái file giống như vậy vào nữa thì nó hỏi là có phải thay thế không, thì thay thế tất cả. Ok, chơi thôi. Nhưng mà sự khác biệt là file gốc là file English là tiếng Anh, còn file đã edit rồi là file Việt Nam vậy. Sao chép này thì tùy vào máy các bạn thôi. Đó, khuyến cáo là phải dư 3 GB. Khuyến cáo nha. Làm cái tự nhiên nó đang copy cái tự nhiên nó báo đầy. Rồi xong. Cây cú. Rồi. Xong. Thoát ra. Rồi vào. Cái này lại. Thôi vào lại từ đầu các bạn. Đây. Vào lại cái này. Vào. Rồi, vào Victor Backup. Vào Restore. Cái Restore này là nó hiện giờ nó ghi lại nè. Ghi lại cái file của bạn mới thêm vào á. Cái file tiếng Việt á, giờ nó ghi lại vô trong hệ thống của game để hệ thống game mới xác nhận. Giống như là sao lưu và sao lưu dữ liệu đó. Ban đầu là lưu, bây giờ bạn thêm gì vào xong rồi bạn sao lưu cái bạn lưu vào trong cái đó. Nói chung là không quan tâm mấy cái thứ đó, cứ làm thì đúng bước là được. Đó, n 2.0 n backup n. Rồi xong, giờ vào game tận hưởng. Trải qua 90 phút hồi hộp căng thẳng và đầy kịch tính cùng với hai đội bóng đang có chuỗi thành tích hoàn toàn trái ngược nhau ở thời điểm hiện tại. Quý vị đang theo dõi những hình ảnh được tường thuật trực tiếp trên kênh VP Patch và tôi cùng với bình luận viên Kiên Daki rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi Kiên Daki. Xong nha. Đơn giản. Nếu các bạn thấy video này hay á thì like, share, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Chúc các bạn thành công. À, nếu mà có vướng mắc gì á, inbox fanpage mình sẽ giải đáp. Nhớ hãy coi kỹ video, đừng tua nha. Nếu mà bạn tua chỗ nào mình có giải thích là mình sẽ xem bao nhiêu phút bao nhiêu là mình sẽ bot cho bạn cái phút đó, bạn vô bạn coi lại. Rồi, cảm ơn các bạn nha.